Ông Hoàng nhạc phim qua đời vì bạo bệnh. Công chúng không khỏi tiếc nuối và xót xa trước sự ra đi của nhà soạn nhạc Nhật Bản từng đoạt giải Oscar Ryuichi Sakamoto. Truyền thông Nhật Bản vừa đưa tin nhà soạn nhạc người Nhật Ryuichi Sakamoto đã qua đời, hưởng thọ 71 tuổi. Được biết, Ryuichi Sakamoto công khai việc mình mắc bệnh ung thư trực tràng vào tháng 1/2021, chỉ ít năm sau khi ông chiến thắng căn bệnh ung thư vòm họng. Vào tháng 12/2022, Sakamoto đã tổ chức một buổi hòa nhạc trực tuyến chia tay người hâm mộ. Sự ra đi đột ngột của Sakamoto khiến người hâm mộ, đồng nghiệp cũng vô cùng thương tiếc và xót xa. Công ty thu âm Aves nơi Ryuichi làm việc cũng đã đăng tải thông báo trên trang web chính thức. Sakamoto mắc bệnh ung thư nhưng vẫn tiếp tục làm việc trong phòng thu tại nhà mình khi sức khỏe còn cho phép. Ông đã sống với âm nhạc cho đến giây phút cuối cùng. Ryuichi Sakamoto được biết đến với tư cách là một nhà soạn nhạc, ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên nổi tiếng ở Nhật Bản. Ông ra mắt trong vai trò thành viên của nhóm Yellow Magic. Ryuichi đã tạo được dấu ấn cho riêng mình. Ryuichi được cho là một trong những người tiên phong trong nhiều thể loại nhạc điện tử. Tuy nhiên, nổi bật nhất trong sự nghiệp của Sakamoto phải là sáng tác nhạc phim. Năm 1983, ông tham gia bộ phim Merry Christmas, Mr. Lawrence trong vai trò diễn viên lẫn sáng tác nhạc và nhạc phim này nhận được giải lớn. Nhờ sự đa tài khi có thể soạn nhạc ở nhiều thể loại, Sakamoto đã được mời tham gia làm nhạc cho các bộ phim nổi tiếng khác và nhận được giải Oscar Grammy Quả Cầu Vàng cho nhạc phim xuất sắc nhất.